À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì mình bây giờ mình quay cái cảnh cái con Hồng Ngọc nó cự cái mẹ vàng múc một xa kìa. Rồi tới tới đậu đen lại nó bơi móc nè đất nữa nè, nhảy vô chậu móc đất. À, lại hỡi hỡi là nó là cái con kia gừ mẹ vàng là phái làm quen. Chắc lưỡi một cái là đầy nhóc liền thấy không? Gì? Làm gì? Thôi. Thôi đi chơi đi. Ôi thôi. Thôi đi chơi đi. Chỗ khác đi. Nghe không? Bò sữa tiếng lộng lẫy không cả nhà. Thôi, qua nhà người ta sủa mắc cười quá. Tưởng gì nịnh nịnh mà nịnh nịnh mà đi đi qua nhà người ta sủa.
Thôi xin dừng video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối chiều mát chứ chưa tối dữ. Có một buổi chiều thật là nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc nha. Thì hôm nay mình quay đằng cuốn của mình nó đủ thứ chuyện hết trơn á, nó rộn ràng dữ lắm. Thôi xin chào, cô chú anh chị gần xa có khả năng hãy giúp đỡ cho thằng cuốn của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thôi xin chào.